Sau khi chúng tôi đăng loạt bài về vị khách đặc biệt Flores, đã có một số võ sư hỏi rằng Flores còn ở Việt Nam không, và nếu còn thì họ cũng muốn gặp để hỏi cho rõ ngọn ngành mục đích của Flores là gì trong những vụ ổn áp vừa qua. Ai cũng muốn đón Flores trên tinh thần cao thượng, học hỏi, giao lưu của võ thuật, chứ chẳng ai muốn đón một vị khách đến để gây sự. Nhiều võ sư cũng đặt câu hỏi rằng, phải chăng đây là màn PR đánh bóng tên tuổi thương hiệu của Flores bởi bỗng dưng một ông Tây không có gì đặc biệt về võ thuật đỉnh cao lại ngạo mạn sang Việt Nam thách đấu. Thế nhưng bất luận mục tiêu của Forrest là gì thì Man Donao này đã gây ra khá nhiều phản ứng phụ khiến người ta lo ngại về sự xích mích, mất đoàn kết trong giới võ thuật. Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam và cũng là Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam ông Hoàng Vĩnh Giang phân tích nếu nói là sợ nên không có võ sư nào dám nhận lời thách đấu Forrest là không phải bởi chúng ta sống ở đất nước Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật Việt Nam, mà luật pháp nước ta chưa cho phép những cuộc tỉ thí võ tự do kiểu này. Cũng theo ông Hoàng Vĩnh Giang, thì lịch sử của dân tộc ta đã nói lên khí phách bản lĩnh tinh thần thượng võ bất khuất của người Việt Nam. Trong quá khứ, chúng ta chưa từng khuất phục kẻ thù nào. Không lẽ giờ lại phải sợ một điều đơn giản đến thế? Ông Giang tiết lộ, lần trước Forrest về đây có ý định gây sự với trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Liên đoàn đã có chỉ đạo nhắc nhở anh Kiệt không tham gia vào các trận đấu như thế, vì anh Kiệt là thành viên của liên đoàn thì phải tuân theo những chỉ đạo của liên đoàn, không được tham gia vào các cuộc thách đấu chui như thế. Nếu bản thân Forrest muốn thi đấu tranh tài cao cấp với các võ sĩ của Việt Nam thì chỉ cần võ sư này đảm bảo đủ các điều kiện về pháp lý là có thể thi đấu. Liên đoàn võ cổ truyền thế giới của chúng tôi có khoảng 50 thành viên là đại diện cho võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới. Tháng 8 này Việt Nam sẽ có tổ chức giải võ cổ truyền nếu Forrest muốn thi đấu, anh ta có thể được thi đấu trong màu áo của tuyển quốc gia Canada và nếu vậy thì Forrest phải được liên đoàn nước bạn cử đi thi đấu và phải tuân thủ theo điều lệ của giải đấu. Tôi lấy ví dụ, như võ sư Forrest dưới 35 tuổi thì có thể về nước xin vào đội tuyển võ thuật Canada. Tuy nhiên giờ anh ta đã 42 tuổi, ông Giang phân tích thêm. Ông Giang cũng cho rằng trong võ thuật chuyện thách đấu là bình thường, nhưng những trận thách đấu của Forrest nếu không được cấp phép là đấu chui là hành động phi pháp trái pháp luật. Vị võ sư đứng đầu làng võ cổ truyền Việt Nam và thế giới cũng lo ngại về việc Forrest là người nước ngoài. Và những cuộc giao đấu chui như thế nếu có ảnh hưởng gì, làm vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Giang mong muốn những vụ việc không đáng có như thế này sớm kết thúc và các võ sư võ sinh nên chuyên tâm vào tục luyện, tránh để tư tưởng bị chi phối bởi một câu chuyện lẽ ra không có gì phải ồn ào đến như vậy. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dù đã nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, nhưng võ sư Forrest lại bất ngờ về lại Canada mà không hẹn ngày quay lại Việt Nam. Theo thông tin từ phía những người bạn của Forrest tại Việt Nam, sau khi gặp được Johnny Chí Nguyễn vào chiều tối 27 tháng 2, Forrest đã thăm một số bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lẳng lặng về lại Canada. Điều mà dư luận quan tâm đó chính là việc trước đó, Forrest đã nhận lời thách đấu của võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng. Thậm chí chính nhà vô địch boxing SEA Games 28 còn cho biết, anh sẽ xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để tỉ thí với võ sư người Canada nếu lời thách đấu được chấp nhận. Về lời thách đấu này, Forrest cho biết ông chỉ nghe thông tin qua báo chí, chứ Trương Đình Hoàng chưa liên hệ trực tiếp với ông. Tuy vậy, võ sư của Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ, rất có thể sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Khi đó nếu Trương Đình Hoàng muốn thách đấu, hãy chủ động liên hệ, ông sẽ nhận lời. Sau khi nhận được thông điệp trên từ Forest, nhà vô địch boxing SEA Games 28 cho biết sẽ chờ đợi Forest quay trở lại Việt Nam và nhờ người liên hệ với võ sư này để đưa ra lời thách đấu. Cùng với đó Trương Đình Hoàng cho biết anh sẽ xin giấy phép để tổ chức một trận đấu hợp pháp đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Võ của Forest chỉ để múa, không cửa đấu với nhà vô địch SEA Games theo huấn luyện viên cựu võ sĩ lừng danh Huỳnh Văn Dũng, thì chuẩn võ sư Fred hoàn toàn không đủ trình độ để có thể tỷ thí với nhà vô địch SEA Games Trương Đình Hoàng. Chiều qua 27 tháng 2, chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Fred đã nói với một tờ báo rằng anh sẽ nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Games 28 Trương Đình Hoàng và nếu có cơ hội thi đấu thì trận thượng đài sẽ diễn ra trong khoảng vài tháng nữa. Tuy nhiên theo đánh giá của cựu võ sĩ lừng danh Môn Muay kickboxing Việt Nam Huỳnh Văn Dũng, hiện nay huấn luyện viên đội môi kickboxing tỉnh Bình Dương, thì Flores hoàn toàn không có cửa nếu tỷ thí với Trương Đình Hoàng. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Dũng đánh giá, trước kia tôi và anh Trương Đình Hoàng từng là đồng đội của nhau ở đơn vị tỉnh Đắk Lắc nên tôi quá hiểu về trình độ của anh ấy. Tất nhiên, một võ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng để thua một đối thủ kém tên tuổi khi thượng đài là điều bình thường, nhưng với một võ sĩ có đẳng cấp như Đình Hoàng thì anh có rất nhiều cơ sở để đánh bại Flores. Để nhận xét về khả năng của mỗi người, tôi cho rằng Forrest hoàn toàn không đủ trình độ để so sánh được với Đinh Hoàng. Theo dõi khá nhiều clip của Forrest có thể thấy, dù có lợi thế về chiều cao và đặc biệt là cân nặng, Đinh Hoàng đánh hạng 75kg, Forrest nặng hơn 90kg, nhưng tất cả mọi kỹ năng của Forrest đều không thể so sánh được với Đinh Hoàng. Đinh Hoàng là võ sĩ chuyên nghiệp từng quá nhiều lần thượng đài với những đối thủ mạnh, còn Forrest, nhìn bộ pháp của anh ta là đủ biết trình độ anh ta ra sao. Tôi cho rằng những đòn đánh của Forrest chắc chắn không đủ mạnh để có thể hạ gục nổi một võ sĩ chuyên nghiệp của làng Muay, kickboxing, boxing, tán thủ, MMA. Kể cả Đinh Hoàng có chấp cả hai chân đi nữa thì cách thức di chuyển, khả năng ra đòn và kinh nghiệm của nhấy ấy chắc chắn sẽ hạ gục được Forrest. Hơn nữa theo tôi, môn Vịnh Xuân mà Forrest tập luyện có tính thực chiến không cao và rất khó để so sánh được với boxing. Tôi nghĩ võ của Fred chỉ để múa chứ nếu bước lên đài forest làm gì có cửa để so sánh với trương Bình hoàng được biết cách đây chừng nửa năm chính cựu võ sĩ huấn luyện viên huỳnh văn dũng từng ngỏ ý muốn giao đấu với forest tuy nhiên ý định này đã bất thành do không nhận được lời phản hồi từ chuẩn võ sư phái vịnh xuân nam anh võ sư huỳnh văn dũng khẳng định rằng những nhận xét của anh về trình độ forest và trương đình hoàng là hoàn toàn khách quan và nếu có cơ hội anh vẫn muốn được một lần so găng với chuẩn võ sư người canada năm ngoái đúng là tôi từng muốn so găng với anh forest sau đó tôi đã bị lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Bình Dương nhắc nhở. Tuy nhiên nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng mời Forrest bước lên đài. Trước khi cựu vô địch đến từ Bình Dương lên tiếng, nữ võ sĩ từng vô địch thế giới Bùi Yến Ly của đội tuyển mây Việt Nam cũng cho rằng trình độ của Forrest là hoàn toàn không đủ để bước lên đài thi đấu với những tay đấm chuyên nghiệp của Việt Nam như Trương Đình Hoàng hay Huỳnh Văn Dũng. Yến Ly đánh giá rằng cả Trương Đình Hoàng và Văn Dũng đều là những võ sĩ cực kỳ bản lĩnh và có kinh nghiệm dày dặn nên cả hai dễ dàng hạ gục Forrest. Ngày 27 tháng 2, nhà vô địch SEA Games 28 Trương Đình Hoàng cũng lên mạng xã hội khẳng định Tôi sẵn sàng tập luyện và tiếp đón ông với tinh thần giao lưu võ thuật. Mặc dù có nhiều người nói tôi muốn nổi tiếng nên làm trò để đánh bóng tên tuổi, nhưng tôi không quan tâm. Quan trọng là bên cạnh tôi có những người thầy và những người anh em đồng đội của tôi biết mục đích của tôi là gì và luôn ủng hộ tôi. Trước đến nay tôi sống thế nào ai cũng biết nên tôi sẽ không nói nhiều. Tôi nghe có thông tin nói ông ấy muốn vào Sài Gòn để giao đấu trong đấy, mặc dù tôi muốn trận đấu diễn ra tại Đắk Lắk và anh em bạn bè của tôi theo dõi, nhưng nếu ông muốn vậy, tôi sẵn sàng vào đấy một chuyến. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Chia sẻ trên truyền thông, võ sư Pierre François Forest cho biết sẽ nhận lời thách đấu của võ sĩ boxing Việt Nam Trương Đình Hoàng, huy chương vàng SEA Games 28 trao đổi về báo chí võ sư của phái vị Xuân Nam Anh cho rằng sẽ nhận lời thách đấu của Nam Vương Bốc Sinh Trương Đình Hoàng. Trả lời phỏng vấn của báo, ông Flores nói, tôi sẽ nhận lời thách đấu của võ sĩ Bốc Sinh Trương Đình Hoàng, nhưng nếu có đấu thì cũng phải mấy tháng nữa, vì tôi đã có hẹn với võ sư Johnny Trí Nguyễn. Chuẩn võ sư đến từ Canada cho rằng, ông đến Việt Nam không để khiêu khích, mà chỉ muốn vạch trần công phu của trường môn Huỳnh Tấn Kiệt và tái đấu với Tuấn Hạc. Tuy nhiên đến hiện tại, hai mục đích của ông đều chưa thể hoàn thành. Trong ngày 27 tháng 2, võ sư Flores đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với nam diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn. Trước đó, võ sĩ Trương Đình Hoàng từng tỏ ra bức xúc với cách mà võ sư Flores đang hành xử khi đến Việt Nam. Huy chương vàng SEA Games 28 không hiểu vì sao ông Flores chỉ nhận lời thách đấu của những võ sư già yếu hơn mình, mà không phải là một võ sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam. Thậm chí Nam Vương Boxing Việt Nam còn khẳng định sẵn sàng chấp Flores dùng cả chân tay trong khi bản thân anh chỉ đánh theo phong cách boxing. Khi biết được phản hồi từ võ sư Flores, Trương Đình Hoàng đã lập tức đáp trả, theo đó anh sẵn sàng đợi vị võ sư gốc Chile thêm vài tháng. Ông hẹn tôi mấy tháng, tôi sẽ đợi ông, và hy vọng đó không phải là lời hứa xuông. Tôi không chắc sẽ thắng ông, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tránh mắt ông, Trương Đình Hoàng chia sẻ. Võ sĩ Trương Đình Hoàng sinh năm 1990, quê ở Đắk Lắk, được mệnh danh là Nam Vương Boxing Việt Nam. Anh chính thức gia nhập đội tuyển Boxing Việt Nam từ năm 2008 và từng giành huy chương đồng SEA Games 25-26 và đỉnh cao là tấm huy chương vàng tại SEA Games 28 trên đất Singapore. Trong sự nghiệp của mình, võ sĩ Boxing Trương Đình Hoàng đã đạt được khoảng 17-18 đến huy chương vàng cấp quốc gia, 4 lần tham dự SEA Games thì 3 lần đạt huy chương đồng. Lần cuối năm 2015, võ sĩ này đạt huy chương vàng SEA Games 28. Tuy nhiên sau giải này, võ sĩ Trương Đình Hoàng bị chấn thương ở mắt, Đến nay vẫn hạn chế tầm quan sát ảnh hưởng đến phân xạ, nên anh xin nghỉ về mở câu lạc bộ boxing. Trong tương lai, võ sĩ Trương Đình Hoàng dự tính mở một câu lạc bộ đào tạo chuyên nghiệp giới trẻ nhằm bổ sung nguồn vận động viên boxing cho tỉnh Đắk Lắk và quốc gia. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chị